Hôm nay thì anh muốn đưa cái KPI 300 triệu một tháng cho tất cả anh em chúng ta. Thì anh em thấy thế nào? Dạ em thấy ok đó. Dạ em đồng ý với sếp à. Dạ KPI đợt này em không nhận được không ạ? Rồi tất cả anh em chúng ta cầm cái bản kế hoạch này về xem đi. Rồi còn Quỳnh ấy, ở lại nói chuyện với anh chút xíu nhé. Em ngồi xuống đi Quỳnh. Dạ vâng ạ. Em nghĩ là thành công là khi chúng ta có bao nhiêu tiền về Quỳnh? Dạ em cũng không biết nữa. Nhưng mà em nghĩ thu nhập đều đặn khoảng 500 triệu là quá đủ. Vậy thì nếu em được đề xuất về KPI lúc nãy thì em nghĩ là khoảng bao nhiêu là phù hợp? Em nghĩ tầm 100 là đủ ạ. Thế khi nào thì em mới đạt được thu nhập 500 triệu một tháng? Khi mà em sợ cái KPI 300 triệu một tháng. Ai cũng có những cái nỗi sợ. Và nỗi sợ là để chúng ta vượt qua. Và tuổi trẻ là để chúng ta thử thách cái gian nan của mình. Ai cũng muốn trở thành kim cương, nhưng đều làm việc như một cục than đá. Cả hai thì đều giống nhau, nhưng khác nhau đó là ở cái cách mà tạo ra nó. Than có áp lực lớn thì để tạo ra kim cương. Than không có áp lực thì mãi mãi chỉ là đống tro tàn mà thôi.